6. Phẩm thiện hiện Lúc bấy giờ, Phật bảo tôn giả thiện hiện. Ông hãy đem biện tài tùy theo chúng Đại Bồ Tát mà giảng nói Pháp tương ưng với bát nhã Ba La Mật Đa, dạy bảo truyền trao cho các Đại Bồ Tát, làm cho họ thành tựu bát nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy, các đại Bồ Tát Đại Thanh Văn, Chư Thiên Nhân vân vân đều nghĩ, Tôn giả Thiện Hiện đem biện tài của mình tùy theo chúng đại Bồ Tát mà giảng nói pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát, làm cho họ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó có phải là nhờ oai lực của Phật không? Tôn giả thiện hiện biết tâm niệm của các chúng đại Bồ Tát, đại thanh văn, chư thiên nhân, liền bảo tôn giả xá lợi tử. Các đệ tử Phật phàm nói ra điều gì tất cả đều nhờ oai lực của Phật. Vì sao? Nảy xá lợi tử, như lai giảng nói pháp yếu cho chúng sanh, các pháp tánh thường không trái nhau. Các đệ tử Phật nương vào pháp ấy siêng hay tu học, chứng thật tánh các pháp. Do đó những pháp mà Ngài nói cùng với pháp tánh không trái nhau Nên lời Phật nói như ngọn đèn truyền sáng mãi Này xá lợi tử nhờ oai lực của Phật gia hộ Ta sẽ tùy theo chúng đại Bồ Tát mà giảng nói pháp tương ưng với bát nhã Ba La Mật Đa Dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát làm cho họ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là biện tài của mình có thể làm được việc này. Vì sao? Này xá lợi tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không phải là cảnh giới của các thanh văn độc giác. Bây giờ Tôn giả Thiện Hiện thưa Bạch Thế Tôn như Phật nói các đại Bồ Tát trong đây pháp nào gọi là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn con đều không thấy có một pháp nào có thể gọi là đại Bồ Tát cũng không thấy có một pháp nào có thể gọi là bát nhã ba la mật đa. Hai tên như thế con đều không thấy, thì làm sao con có thể tùy chúng đại Bồ Tát mà giảng nói pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa, dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát, làm cho họ thành tựu bát nhã ba la mật đa. Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát chỉ có tên, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có tên, hai tên như thế cũng chỉ có tên này thiện hiện hai tên này không sanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc này thiện hiện nên biết như ngã ở thế gian chỉ có giả danh giả danh như thế không sanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là ngã như vậy hữu tình mạng sống sự sanh sự nuôi dưỡng sĩ phu bổ đặc giả la ý sanh đồng từ người làm người nhận người biết người thấy cũng chỉ có giả danh giả danh như thế không xanh không diệt chỉ là giả lập nghĩa là hữu tình cho đến người thấy tất cả như vậy chỉ có giả danh các giả danh này không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa nếu hai tên này đều là giả pháp giả pháp như thế đều là không xanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện như bên trong các sắc chỉ là giả pháp, giả pháp như thế không sanh không diệt, chỉ là giả lập mà gọi là sắc. Như vậy thọ tưởng hành thức cũng chỉ là giả pháp, giả pháp như thế không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là thọ tưởng hành thức như vậy tất cả chỉ có giả danh các giả danh này không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa nếu hai tên này đều là giả pháp giả pháp như thế thì không xanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc lại nữa này thiện hiện ví như nhãn xứ chỉ là giả pháp giả pháp như thế không xanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là nhãn xứ như nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chỉ là giả pháp giả pháp như thế không xanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như vậy tất cả chỉ có giả danh các giả danh này không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa nếu hai tên này đều là giả pháp giả pháp như thế thì không xanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc lại nữa, này thiện hiện, thí như sắc xứ chỉ là giả pháp. Giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là sắc xứ. Như vậy, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chỉ là giả pháp. Giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là thanh hương vị xúc pháp xứ. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa, nếu hai tên này đều là giả pháp, giả pháp như thế không sanh không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện thì như nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới chỉ là giả pháp, giả pháp như thế không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Như vậy nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Cũng chỉ là giả pháp, giả pháp như thế, không sanh, không diệt. Chỉ giả lập mà gọi là nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới như vậy tất cả chỉ có giả danh các giả danh này không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa nếu hai tên này đều là giả pháp giả pháp như thế không xanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc lại nữa này thiện hiện thí như trong thân có đầu cổ vai bắp tay cánh tay bụng lưng ngực hông eo xương sống, đùi đầu gối bắp chân ống chân da thịt xương tủy chỉ có giả danh giả danh như thế không sanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là các vật đầu cổ trong thân như vậy tất cả chỉ có giả danh các giả danh này không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa nếu hai tên này đều là giả pháp giả pháp như thế thì không xanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc lại nữa, này thiện hiện, ví như các vật bên ngoài như cỏ cây, gốc, cành, lá, hoa, quả, vân vân chỉ có giả danh, giả danh như thế không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là các vật bên ngoài, cỏ, cây, gốc, vân vân Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa nếu hai tên này đều là giả danh giả pháp như thế không xanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc lại nữa này thiện hiện ví như chư phật quá khứ vị lai chỉ có giả danh giả danh như thế không xanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là chư phật quá khứ vị lai như vậy tất cả chỉ có giả danh các giả danh này không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa nếu hai tên này đều là giả pháp giả pháp như thế không xanh không diệt chỉ là giả lập không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắc lại nữa này thiện hiện ví như cảnh trong mộng tiếng vang bóng sáng việc huyễn sóng nắng trăng dưới nước biến hóa chỉ có giả danh giả danh như thế không xanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là cảnh trong mộng cho đến biến hóa như vậy tất cả chỉ có giả danh các giả danh này không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa nên bất khả đắp như vậy này thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp, giả pháp như thế không sanh không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp tên giả, pháp giả và phương tiện giả nên phải tu học vì sao này thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên quán danh sắc hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh sắc hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán danh sắc hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh sắc hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh sắc hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện không nên quán danh sắc hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh sắc hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh sắc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh sắc hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc sanh hoặc diệt lại nữa này thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên quán danh nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh nhãn xứ hoặc vui hoặc khổ không nên quán danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc vui hoặc khổ không nên quán danh nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán danh nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh không không nên quán danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh nhãn xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh nhãn xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh nhãn xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện không nên quán danh nhãn xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh nhãn xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh nhãn xứ hoặc sanh hoặc diệt không nên quán danh nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc sanh hoặc diệt. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên quán danh sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh sắc xứ hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vui hoặc khổ không nên quán danh sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh sắc xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh sắc xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh sắc xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh sắc xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh sắc xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly không nên quán danh sắc xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh sắc xứ hoặc xanh hoặc diệt. Không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc xanh hoặc diệt. Lại nữa, này thiện hiện, tu hành bát nhã ba la mật đa các đại Bồ Tát không nên quán danh nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường. Không nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc. Cùng tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh nhãn giới hoặc vui hoặc khổ, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc vui hoặc khổ. Không nên quán danh nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh không nên quán danh nhãn giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc không hoặc bất không không nên quán danh nhãn giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh nhãn giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh nhãn giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh không nên quán danh nhãn giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh nhãn giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh nhãn giới hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc sanh hoặc diệt không nên quán danh nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường không nên quán thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng với danh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh nhĩ giới hoặc vui hoặc khổ không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc vui hoặc khổ không nên quán danh nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán danh nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh nhĩ giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh nhĩ hoặc hoặc không. Không quán nghĩ giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh nhĩ giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện không nên quán danh nhĩ giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh không nên quán danh nhĩ giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly không nên quán danh nhĩ giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh không nên quán, danh nhĩ, không nên quán danh nhĩ giới hoặc xanh hoặc diệt, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc xanh hoặc diệt, không nên quán danh tĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng với danh của các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh tĩ giới hoặc vui hoặc khổ, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc vui hoặc khổ không nên quán danh tĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán danh tĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh không nên quán danh tĩ giới hoặc không hoặc bất không không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc không hoặc bất không không nên quán danh tĩ giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng không nên quán danh tĩ giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện không nên quán danh tĩ giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh tỷ giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán danh tỷ giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh không nên quán danh tĩ giới hoặc xanh hoặc diệt không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc xanh hoặc diệt không nên quán danh thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường không nên quán vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng với danh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh thiệt giới hoặc vui hoặc khổ không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc vui hoặc khổ không nên quán danh thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên danh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán danh thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh thiệt giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh thiệt giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh thiệt giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện không nên quán danh thiệt giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh thiệt giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán danh thiệt giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh không nên quán danh thiệt giới hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán danh thân giới hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng với danh của các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh thân giới hoặc vui hoặc khổ không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc vui hoặc khổ không nên quán danh thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán danh thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm xuyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh thân giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm xuyên sinh ra hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh thân giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm xuyên sinh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh thân giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán danh thân giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh thân giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly không nên quán danh thân giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh không nên quán danh thân giới hoặc sanh hoặc diệt không nên quán xúc giới cho đến danh các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc sanh hoặc diệt không nên quán danh ý giới hoặc thường hoặc vô thường không nên quán pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng với danh của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường không nên quán danh ý giới hoặc vui hoặc khổ không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã không nên quán danh ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh ý giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên danh ra hoặc không hoặc bất không không nên quán danh ý giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh ý giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh ý giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh ý giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly không nên quán danh ý giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh ý giới hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán pháp giới cho đến danh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh Đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc danh bát nhã ba la mật đa. Để đều không thấy ở trong giới hữu vi cũng không thấy ở trong giới vô vi vì sao này thiện hiện vì đại bồ tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp không phân biệt không khác với phân biệt này thiện hiện đại bồ tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ trong phân biệt nhất thiết pháp không thấy đại bồ tát không thấy danh đại bồ tát không thấy bát nhã ba la mật đa không thấy danh bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa hay tu bố thí ba la mật đa cũng hay tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hay trụ pháp không nội cũng hay trụ pháp không ngoại pháp pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không chẳng đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hay trụ chân như cũng hay trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ hay tu bốn niệm trụ cũng hay tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hay trụ thánh đế khổ cũng hay trụ thánh đế tập diệt đạo hay tu bốn tịnh lự cũng hay tu bốn vô lượng bốn định vô sắc hay tu tám giải thoát cũng hay tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hay tu pháp môn giải thoát không, cũng hay tu vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Hay tu tất cả môn đà la ni, cũng hay tu tất cả môn tam ma địa, hay tu năm loại mắt, cũng hay tu sáu phép thần thông, hay tu mười lực của Phật, cũng hay tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát này vào lúc đó không thấy Đại Bồ Tát, không thấy danh Đại Bồ Tát, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy danh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả Pháp khéo thông đạt thật tướng và trong ấy khéo thông đạt Pháp không tạp nhiễm Pháp thanh tịnh. Như vậy này thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa hiểu biết tất cả pháp danh giả lập pháp giả lập này thiện hiện, Đại Bồ Tát này đã hiểu biết như thật danh pháp giả rồi, nên không chấp trước sắc, không chấp trước thọ tưởng hành thức, không chấp trước nhãn xứ, không chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, không chấp trước sắc xứ, không chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, không chấp trước nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến không chấp trước ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không chấp trước giới hữu vi không chấp trước giới vô vi không chấp trước bố thí ba la mật đa không chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không chấp trước các tướng tốt không chấp trước thân bồ tát không chấp trước nhục nhãn cho đến phật nhãn không chấp trước trí ba la mật đa và thần thông ba la mật đa không chấp trước pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh không chấp trước sự thành thục hữu tình không chấp trước việc nghiêm tịnh cõi phật không chấp trước phương tiện quyền xảo vì sao? Này thiện hiện vì tất cả pháp đều vô sở hữu, năng trước, sở trước, trước xứ, trước thời đều bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không chấp trước, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, tăng trưởng bồ thí ba la mật đa, tăng trưởng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hướng vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, hướng vào địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, viên mãn thần thông thủ thắng của Bồ Tát. Như vậy, thần thông thủ thắng của Bồ Tát đã được viên mãn từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Vì muốn giáo hóa các hữu tình, vì muốn làm nghiêm tịnh cõi Phật, được gặp như lai ứng tránh đẳng giác, gặp rồi cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, làm cho các thiện căn đều được sanh trường. Thiện căn đã được sanh trường, được nghe và thọ trì tránh pháp chư Phật theo sở thích của mình. Đã thọ trì rồi cho đến vô thượng Bồ Đề không quên mất. Đối với tất cả môn Đà La Ni, môn Tam ma địa đều được tự tại. Như vậy này thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, hiểu biết như thật danh giả pháp giả nên không chấp trước. Lại nữa này thiện hiện theo ý ông, thế nào là đại Bồ Tát, sắc là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không, thọ tưởng hành thức là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không lìa sắc có đại bồ tát không bạch thế tôn không lìa thọ tưởng hành thức có đại bồ tát không bạch thế tôn không nhãn xứ là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không lìa nhãn xứ có đại bồ tát không bạch thế tôn không liền nghĩ tĩ thể thân ý xứ có đại bồ tát không bạch thế tôn không sắc xứ là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không thanh hương vị xúc pháp xứ là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không lìa sắc xứ có đại bồ tát không bạch thế tôn không lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có đại bồ tát không Bạch Thế Tôn không, nhãn giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Lìa nhãn giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không nhĩ giới là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không lìa nhĩ giới có đại bồ tát không bạch thế tôn không lìa thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra có đại bồ tát không bạch thế tôn không tĩ giới là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không Địa tĩ giới có đại bồ tát không bạch thế tôn không Địa hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có đại bồ tát không bạch thế tôn không thiệt giới là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Lìa thiệt giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Thân giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Lìa thân giới có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Ý giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát phải không? bạch thế tôn không. Để ý giới có đại bồ tát không? bạch thế tôn không. đế pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có đại bồ tát không? bạch thế tôn không. địa giới là đại bồ tát phải không? bạch thế tôn không. thủy hòa phong không thức giới là đại bồ tát phải không? bạch thế tôn không. Lìa địa giới có đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thủy hỏa phong không thức giới có đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Vô minh là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa vô minh có đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa hành cho đến lão tử có đại Bồ Tát không? bạch thế tôn không. Lúc bấy giờ Phật bảo Tôn giả thiện hiện, ông xem xét nghĩa nào mà nói như vậy, các pháp sắc vân vân không phải là đại Bồ Tát, địa các pháp sắc vân vân không phải là đại Bồ Tát. Khi ấy, tôn giả thiện hiện thưa, bạch thế tôn hoặc bồ đề hoặc tát đòa hoặc các pháp sắc vân vân rốt giáo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có đại bồ tát. Đây đã chẳng có, sao có thể nói các pháp sắc vân vân là đại bồ tát, vì các pháp sắc vân vân có đại bồ tát được. Phật bảo thiện hiện. Hay thay, hay thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này thiện hiện, hoặc bồ đề hoặc tát đòa hoặc các pháp sắc vân vân bất khả đắc nên các đại bồ tát cũng bất khả đắc vì các đại bồ tát bất khả đắc nên tu hành bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc này thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên học như vậy lại nữa này thiện hiện theo ý ông thế nào là đại bồ tát Sắc chân như là đại bồ tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Thọ tưởng hành thức chân như là đại bồ tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Liễu sắc chân như có đại bồ tát không? Bạch Thế Tôn không. Liễu thọ tưởng hành thức chân như có đại bồ tát không? Bạch Thế Tôn không. Nhãn xứ chân như là đại bồ tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Nhĩ tí thể thân ý xứ chân như là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Liền nhãn xứ chân như có đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Liền nhĩ tí thể thân ý xứ chân như có đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Sắc xứ chân như là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Thanh hương vị xúc pháp xứ chân như là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Lìa sắc xứ chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa thanh hương vị xúc pháp xứ chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Nhãn giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng với các thọ chân như do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không lìa nhãn giới chân như có đại bồ tát không bạch thế tôn không lìa sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng với các thọ chân như do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại bồ tát không bạch thế tôn không nhĩ giới chân như là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng với các thọ chân như do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Lìa nhĩ giới chân như có đại bồ tát không? Bạch Thế Tôn không. Lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng với các thọ chân như do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có đại bồ tát không? Bạch Thế Tôn không. Tỷ giới chân như là đại bồ tát phải không? Bạch Thế Tôn không hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng với các thọ chân như do tĩ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Lìa tĩ giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Lìa hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng với các thọ chân như do tĩ xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không. Thiệt giới chân Như là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không, vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng với các thọ chân Như do thiệt xúc làm duyên sinh ra là đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không, địa thiệt giới chân Như có đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không, địa vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng với các thọ chân Như do thiệt xúc làm duyên sinh ra có đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không thân giới chân như là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng với các thọ chân như do thân xúc làm duyên sinh ra là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không lìa thân giới chân như có đại bồ tát không bạch thế tôn không lìa xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng với các thọ chân như do thân xúc làm duyên sinh ra có đại bồ tát không bạch thế tôn không Ý giới chân như là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc Cùng với các thọ chân như do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lìa ý giới chân như có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Lìa Pháp giới, ý thức giới và ý xúc Cùng với các thọ chân như do ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ Tát không? Bạch Thế Tôn không? Địa giới chân như là đại bồ tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Thủy hòa phong không thức giới chân như là đại bồ tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Địa địa giới chân như có đại bồ tát không? Bạch Thế Tôn không. Địa thủy hòa phong không thức giới chân như có đại bồ tát không? Bạch Thế Tôn không. Vô minh chân như là đại bồ tát phải không? bạch thế tôn không hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chân như là đại bồ tát phải không bạch thế tôn không lìa vô minh chân như có đại bồ tát không bạch thế tôn không lìa hành cho đến lão tử chân như có đại bồ tát không bạch thế tôn không Lúc bấy giờ Phật bảo tôn giả thiện hiện, ông quán nghĩa nào mà nói như vậy, các pháp sắc vân vân chân như không phải là Đại Bồ Tát, lìa các pháp sắc vân vân chân như không có Đại Bồ Tát được. Khi ấy tôn giả thiện hiện thưa, bạch thế tôn các pháp sắc vân vân rốt giáo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có các pháp sắc vân vân chân như, chân như này đã chẳng có. Như vậy sao có thể nói các pháp sắc vân vân chân như là Đại Bồ Tát, vì các pháp sắc vân vân chân như có Đại Bồ Tát được? Phật bảo thiện hiện, hay thay, hay thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này thiện hiện, vì các pháp sắc vân vân bất khả đắc, nên các pháp sắc vân vân chân như cũng bất khả đắc. Vì các pháp sắc và chân như bất khả đắc, nên các đại Bồ Tát cũng bất khả đắc. Vì các đại Bồ Tát bất khả đắc, nên tu hành bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên học như vậy. Hết quyển thứ 406